Xuân hạ tác cuồng thư, sĩ điền tịnh tiểu nhân lấn lướt, thời vận hèn dụng nhược thắng can, cầu cho bốn bể bình an. Chúc câu lai thới sớm làng vĩnh niên, xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần ngạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa, tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân. Chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên, chúng sanh nghe thửa lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm. Dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển vang, bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi giọng khải hoàng bốn phương. Lòng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt là lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Thế gian thoát trốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quả long. Mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện chóa hào quang. Việt Nam là giống hồng bàn, không còn hung bạo lăng loàn như nay. Dòm thách chốn rồng bay chơi giỡn, dân hai lòng hết bỡn khùng điên. Thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai. Bút nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Kì kì con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai. Thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi trần chờ e trễ kỳ thi. Muôn năm trời định khắc kỳ, ngặt ông thấp thủ hà bì khó toan. Ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da. Ghét dòng con nịnh độc xà, khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân. Đường gai góc thiên sơn vạn hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng. Tử nha như thể cát đằng, tùng quân giữa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lưu bồng hiệp hội đồng chầu thánh vương. Chủ kia bạo ác phải nhường, võ vương hữu đức đường đường trị dân. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền Đông Ba lèo lái cánh chương. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải để thời vua kiệt hồi quy. Xử phân những đứa vô nghi, mới là khỏa lấp vết tì ngọc son. Khuyên gán giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cày cáo lung lay, đừng cho loài cày cáo lung lăng,
yêu tinh trực nút đường tăng, mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa đường kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chê nhạo phận mình con. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa hảo tháng tư năm Canh Thìn năm 1940, Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Lối âm tự đường đi chưa tới, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Đưa về Việt Nam đường đi kịp chưa có tới, nên giữa đường kẻ ghét người chê. Cũng y như sư phụ ngày xưa, đường về Việt Nam xa vời vợi, cho nên kẻ ghét người khinh. Đây là bộ văn câu mình khoái nè. Chớ nóng nảy sân si hư việt, chỉ câu này thôi chứ không phải câu kế tiếp. Đó là các con hồi thiên và những đứa đệ tử nãy giờ gọi, ai cũng mòn mỏi trong. Cả sư phụ Thiên Đức Kiệt ngồi đây cũng rất là trong, trong từng ngày từng phút. Tại vì mình là người đóng phim mà là lính của Thượng Đế, đã mang ba lô rồi, súng đã lên nòng rồi, nhưng mà chưa có được phất cờ để mà ra chiến trường, thì nó còn tâm trạng như thế nào quý vị hỏi nghĩ đi. Cũng nóng nảy nhưng mà mình cũng phải gán chờ cơ vận đi á, từ lớp từng lan. Phiên á cũng phải có, tức là cơ vận nó phải đi đồng bộ cả thế giới, thì lúc đó nó mới đi sập xuống một lượt. Một ngày không xa, rất là gần,